Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Và trong clip lần này thì Hoàng Gia đang dọn kho để thanh lý bớt một số cái xương băng cối, chủ yếu là cái xương nhựa Scott của anh nhá. Thì cho khoảng vài trăm chiếc ạ. Toàn xương đẹp và có vỏ hộp đầy đủ luôn. Và cũng báo giá cho các bác những cái xương băng 7, băng 10 luôn để các bác tiện theo dõi. Thì đầu tiên ấy, thì Hoàng Gia sẽ giới thiệu các bác những bác nào mà thích những cái xương nhựa này thì hôm nay em bán gọi là giá thanh lý luôn các bác nhá. Đây, xương toàn xương đẹp này anh em, xương nhựa đẹp như này và không cong vênh các bác nhá. Xương Scott này nó rất là chắc chắn, nó không như những cái xương Ampex hay là xương gì đâu ạ. Nhựa trong này, trong vắt luôn. Đấy, không có chảy xước và hầu như là đều là vỏ theo luôn các bác nhá. Đấy, hầu như cuốn nào cũng là vỏ. Vỏ luôn nó luôn nhá. Thì em bán cho các bác là giá 350.000 10 chiếc các bác nhá, tức là 35.000 một chiếc. Giá này cực rẻ luôn các bác nhá. Đấy. Các bác chuyển khoản hay 100% nhá. Còn tiền ship thì nó loanh quanh khoảng tầm 30 hay 35.000 đó thì các bác vui lòng trả cho bên ship. Đấy. Thì 350.000 và chuyển khoản 100% luôn nha các bác nhá. Đấy. Và yêu cầu là mua 10 chiếc trở lên các bác nhá. Mua 10 chiếc trở lên nhá, chứ lẻ em không bán đâu bởi vì em đã bán cái giá này rồi. Vì chia sẻ với các bác luôn, nếu các bác đi mua lẻ ở ngoài quán ấy thì ít nhất là họ sẽ lấy các bác 100.000 một chiếc như này. Đấy. Chắc chắn luôn là như thế, 100.000 một chiếc. Trong khi đó các bác bỏ ra 350.000 các bác sở hữu được 10 chiếc rồi. Với những cái bác những bác nào mà xương nhà mình đang kém này hoặc là nó bị ngả màu hoặc nó bị cong vênh ấy thì các bác loại bỏ đi. Đấy, thay hết những cái xương này. Đảo sang là xong thôi. Và giá thì có 350.000 10 chiếc các bác nhá. Đấy. Bác nào thích thì liên hệ với Hoàng Gia luôn nhá, chắc khoảng còn mấy trăm cặp, mấy trăm chiếc đấy. Thì bác nào thích mua buôn thì liên hệ và bác nào thích mua lẻ thì cứ 10 chiếc trở lên nhá. Em chỉ ship 10 chiếc trở lên thôi. Đấy, và chuyển khoản 100% luôn nha, chứ em không ship code đâu ạ. Bởi vì giá em bán là giá cực kỳ rẻ rồi. Đấy. Và xa những cái xương bằng xương nhôm. Thì xương nhôm thì em vẫn bán là 800.000 một cặp. Đấy. Xương nhôm ví dụ như là AK hay Tech gì đó vẫn là bán 800.000 một cặp các bác nhá. Đấy, bác nào thích xương nhôm thì liên hệ với em. Đấy. Xương 7 là 800.000 một cặp. Còn xương 10 là 1.200.000 một cặp. Với cái xương 10 này thì có tất cả các thương hiệu như AK, Tech đều đầy đủ cả. Có màu vàng, màu bạc, màu vàng gold, màu bạc, đấy, màu xanh, màu đỏ. Thì Tech và AK này nó chỉ khác nhau cái chữ thôi, còn bản chất của nó thì là duy nhau. Thì cái mẫu mới của bên em sản xuất đây là cái mẫu này này. Cái mẫu này là mẫu bây giờ là nó sử dụng hết bằng cái lô cuốn này bằng nhôm rồi các bác nhá. Giống như cái hàng hãng ấy. Các bác để ý những cái xương hãng ấy nó cũng sử dụng bằng cái lô cuốn bằng nhôm. Tất nhiên là nhôm với nhựa thì nó không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là sao ạ? Quan trọng nhất là khi máy nó chạy ấy, là nó không bị cong vênh đánh võng. Đấy, các bác lưu ý nhá, bởi vì là hôm trước em đã phân tích ở trong một cái video rồi là nó sử dụng bằng cái công nghệ đột dập này này. Đột dập lỗ này, thành ra là nó sẽ không bị cong vênh. Đấy, một số cái dòng xương mà nó không sử dụng cái đột dập này này thì rất hay bị cong vênh. Đấy, nên dòng này thì không có cong vênh thì cái này em bán nhiều rồi. Đấy, thì chưa có bác nào phản hồi là cái vấn đề là xương nó bị cong vênh. Đấy. Tech hay AK thì màu sắc thì không phân biệt các bác nhá. Chữ nghĩa thì nó cũng như nhau thôi, giá thì cũng như nhau. Vẫn là 1.200.000 một cặp các bác nhá. 1.200.000. Đấy, màu bạc đây. Mấy màu vàng gold này rất là đẹp. Đây là màu xanh. Còn một màu đỏ nữa thì em đang tặng hết. Đấy, thì thông thường nó chỉ có 4 màu cơ bản thôi. Bạc, vàng, xanh và đỏ. Đây là 1.200.000 một cặp các bác nhá. Đấy, và những cái chương trình băng cối thì bác nào thích thì Hoàng Gia vẫn đang làm băng cối 7 như cuốn đang quay đây. Cái đây là băng 7 này. Thì vẫn là 800.000 một cuốn các bác nhá. Đấy, 800.000 một cuốn. Còn băng 10 như thế này là 1.800.000 một cuốn chưa xương. Các bác lưu ý này, đây là một cái cuốn băng 10. Nó gồm cả xương và cả băng. Thì băng không là 1.800.000 là có chương trình. Còn xương là 600. Tức là cộng lại một cuốn như em cầm trên tay này, nó hoàn thiện này là 2.400.000 đồng. 600 cộng 1.800.000, 600 tiền xương và 1.800.000 tiền băng có chương trình. Và băng cũng là băng Scott gan gà. Thì đây một cuốn như này hoàn thiện là 2.400.000 đồng. Và làm đầy đủ cho các bác, bìa nít đầy đủ này, tên bài hát đầy đủ luôn. Đó. Đấy, thì bác nào mà mua băng hoặc là những chương trình băng cối thì cứ liên hệ với Hoàng Gia Audio. Đấy, với những cái xương nhựa này thì em nói luôn là 350.000 các bác nhá, 10 chiếc và em chỉ bán 10 chiếc trở lên thôi. Dưới 10 chiếc thì em không bán. Đấy. Và tiền ship thì nó chỉ hết khoảng vài ba chục thôi thì các bác trả cho bên ship cho em.
Và yêu cầu là 350.000 này các bác lưu ý là chuyển khoản 100% các bác nhá, vì nó cũng không phải là nhiều. Đấy, còn tất cả xương là bao đẹp cho các bác luôn. Không có cái nào xước sát hay là vỡ viếc gì cả nhá các bác nhá. Đấy. Nên là 10 chiếc này sẽ đóng hàng gửi cho các bác, ví dụ như là nó cũng nhẹ thôi, nó cũng không nặng đâu ạ. Đấy, bởi vì nó làm bằng nhựa hết mà. Đấy, tất cả đều là xương đẹp hết, scot nhá, vỏ viếc nghiêm chỉnh luôn. Đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và bác nào mua thì liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này ạ. 0975884009, địa chỉ 120, ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Cảm ơn các bác, Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ.